Của nhãn hàng sữa Love Infarm. Chương trình được sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty MCV thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị các bạn, mùa thứ hai chúng tôi chờ đợi cũng rất là lâu rồi. Khán giả truyền hình cũng gửi thư về và có nhiều cuộc điện thoại nhớ chương trình Bạn Có Thực Tài Khóa. Và ngày hôm nay đặc biệt là ngày đầu tiên, tôi rất là vui được chào đón 50 vị giám khảo khán giả. Vị giám khảo khán giả này là một cái chặng đường khó khăn vất vả lắm. Để vượt qua 50 vị giám khảo này thì các thí sinh, các đội thi phải cố gắng dữ lắm. Nếu như mà trong vòng một phút họ không đồng ý, họ nhấn nút cột đỏ sẽ lên là xem như tiết mục đã dừng lại. Cứ khoe ra bao lãng phí. Mày đâu rồi? Mày ơi, mày ơi. Nếu như vượt qua 50 vị giám khảo này thì chúng ta sẽ đến với giám khảo chuyên môn. Xin chào đón nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Phương Thanh, một người rất là cao to đẹp trai danh hài Minh Nhí, một người tôi cho rằng rất xinh đẹp nhưng hơi khó tính, diễn viên Cát Tường. Lần này với 50 vị giám khảo khán giả, họ sẽ có thêm những cái quyền sau đây. Nếu như đội nào có số điểm từ cục xanh từ 70% trở lên thì đội đó sẽ được cộng 1 điểm. Còn nếu như cục xanh từ 90% trở lên thì họ sẽ cộng thêm 1 điểm nữa, có nghĩa là 2 điểm nha. Đội nào chiến thắng vô địch được tuần, đội đó sẽ nhận giải thưởng là 10 triệu đồng. Có thể nói ba giám khảo khán giả là những người hết sức khó tính, còn ba giám khảo chuyên môn này lại càng khó tính hơn nữa. Mà người khó tính nhất ở đây tôi thấy rằng là Lê Hoàng. Anh nghĩ anh rất là vui khi mà nhắc đến Lê Hoàng đúng không? Mùa hai này tâm lý như thế nào anh? Dễ thương hơn. Lý do tại sao lại dễ thương hơn, thay đổi như vậy? Trẻ ra, đẹp trai ra. Còn cái người mà khó tính nhất đó là nghệ sĩ dân Hồng Vân, quý vị. Cũng rất là vui, rất là dễ thương. Một bà bầu rất là mát tai. Nếu như mà đội chơi nào, thí sinh nào mà có tài trên đây thì chắc chắn sẽ được nhận về sân khấu Hồng Vân. Tự nhiên giờ chuyển qua tôi nói tôi khó tính mà trời khó nào. Lúc nào vai trò của tôi cũng là bà bụt mà. À vậy hả? Đây là có ông bụt rồi. Bây giờ ban tổ chức muốn có thêm một bà bụt nữa cho nó có một cặp, hiểu không? Nhưng mà gọi là bảo vệ thí sinh trước những cái búa rùa của anh Lê Hoàng. Vậy là anh có đối thủ nữa rồi anh Lê Hoàng à, đối thủ nữa. Còn bà Cát Tường nữa anh chị. Khó không Tường? Nay đài cát quá, cụ kính. Hôm nay em bị ném đá quá nên em đổi phong cách thùy mị chút xíu. Em hy vọng em mặc cái bộ áo dài em chặt người ta ít lại chút. Còn Phương Thanh thế nào? Bạn luôn luôn là một người đem rất nhiều cảm xúc và cái nguồn động viên rất lớn cho thí sinh. Năm nay có thay đổi gì không Phương Thanh? Vô là cánh men Lê Hoàng. Nhiệm vụ em là gây rối trong chương trình. Từ thí sinh cho tới ban giám khảo. À, quý vị biết không, anh Minh Dí là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Bạn Có Thực Tài. Bởi vì ảnh cho dù công tác ở xa, đâu xa, thậm chí ở châu Phi hay gì đó, mà khi nghe nói chương trình Bạn Có Thực Tài, tức tốc là đi máy bay về liền đúng không anh? Minh Dí rất là mê cái chương trình này. Khi ngồi vô mấy cái ghế này không phải là ghế nóng nữa, ghế này nó là ghế vui. Mình xem tất cả các bạn
thí sinh và mọi người á, giống như là đang giỡn với nhau, đang ở trong nhà thi thố tài năng với nhau chứ không có căng thẳng, cho nên Minh Nhí rất yêu thích cái chương trình này. Với các thí sinh thì tôi nghĩ rằng nếu như thoải mái như vậy thì họ có thể thể hiện tất cả tài năng của họ. 2 phút khó lắm nha anh Minh. Đúng rồi. Bây giờ mình có 2 phút biểu diễn chưa chắc mình biết mình biểu diễn cái gì nữa. Bây giờ thí dụ như Lê Hoàng có 2 phút anh sẽ làm gì trên sân khấu? Trời đất ơi, cho người ta ra chương trình đi. Lắc mông. Mùa vừa rồi anh có lắc mông á nhớ không? Anh Lê Hoàng lắc cái mông như thế này. Trời ơi. Sao làm được trời. À, quý vị thấy không, một trắc nghiệm vào giám khảo cảm giác rằng 2 phút khó lắm. Để đứng vững trên sân khấu 2 phút, để làm cái điều gì trên sân khấu 2 phút, và để làm sao hấp dẫn khán giả trong 2 phút là một điều không thể tưởng. Vậy mà các thí sinh trong bạn có thực tài đã làm được điều đó. Có điều là làm được 1 phút hay là 2 phút chưa biết được. Chúng ta chờ xem. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với nhóm đầu tiên. Vậy là tôi biết nhóm mày làm gì rồi. 2 phút lộn mèo, đúng không? Thì cái gì thì xíu nữa biết. Đó. Hách đố với tôi hả? Dạ không phải hách đố gì, nhưng mà vậy mà. Làm gì buộc tóc thấy ghét vậy? Đội của em mà làm bị kỳ vậy trời ơi. Mượn cái micro coi làm gì. Trời ơi, giờ dành micro của tôi luôn nữa kìa. Mượn ơi. Ai buộc tóc vậy? Dạ tự buộc. Kiểu này kiểu gì mà? Dạ nó lạ, nó không được đẹp, nó phải độc. Độc đúng không? Còn cô giữa nè. Cô mấy tuổi mà chút béo vậy? Hả? Dạ 53, đại học sư phạm. Trời ơi. Sư phụ. Em của Minh Nhí. Trời, nghe 53 đại học sư phạm giật mình anh Minh. Hả? Tưởng mới học lớp 7 á. Coi vậy chúng nhỏ nhỏ chứ cũng tài năng lắm á. Tài năng nào chưa biết. Các bạn sẵn sàng chưa? 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thịt tay. Các bạn có 96%. Như vậy là
các bạn có 2 điểm đầu tiên. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo nha. À, xin mời anh Lê Hoàng. Nãy giờ anh im ru à, anh không nói câu nào hết trơn á. Tiết mục của các bạn, tôi chỉ đánh giá cao gọi là sự dũng cảm trình diễn các bạn, là các bạn bị đứt đoạn, nghĩa là cái bài biểu diễn nó không liên tục mà nó chỉ là từng cái khúc, từng cái tiết mục mạo hiểm một thôi. Còn cái sự kết nối với nhau thì nó bị kém, thành ra là người ta xem thì người ta rất khâm phục cái sự dũng cảm và cái sự gọi là khỏe khoắn nhanh nhẹn của các bạn, nhưng mà cái sự đẹp mắt, cái sự nhuần nhuyễn với nhau trong cái của một cái bài tập thể đó thì nó bị thiếu. Mở hàng thì thấy tự nhiên rất là đồng cảm với anh Lê Hoàng, mừng quá. Là phải tại không, vì hay là nghe người ta nói quá là bị đặt làm bộ. Nãy giờ tôi coi tôi cảm nhận vậy nè, các bạn hơi bị chậm. Chậm cũng gần giống như anh Lê Hoàng, nghĩa là nó không có liên kết nó chặt chẽ đó. Mỗi một động tác các bạn chuẩn bị để bung lên nó hơi chậm. Và cái đặc biệt hơn nữa là tôi tưởng tượng các bạn sau này là những thầy giáo, cô giáo. Cũng giống như tôi cũng đang là thầy giáo. Cái tôi cảm thấy tôi quý các bạn ở chỗ đó. Có nghĩa là những thầy giáo, cô giáo tương lai mà lại có những cái đam mê như vậy và kết hợp với nhau để được một cái tiết mục như vậy, thì tôi nghĩ là các bạn rất là có tài và có cái gì đó để cho trong lòng tôi ngưỡng mộ các bạn. Linh đứng hình luôn vậy Linh. Hả? Anh cũng biết nói sao vậy, chờ chị Hồng Vân với nói trước đi. Với cái tiết mục này á, thì cái không khí để các bạn tạo ra cho một cái chương trình về cổ động là các bạn đã thành công. Nhưng mà ở đây cũng giống như anh Hoàng, như anh Minh Nhi nói là về cái tiết mục của mình, nếu mà để đi biểu diễn, để mà so tài á, với lại các đội khác, thì ở đây mình về vấn đề biên đạo, các bạn nên tập trung hơn một chút xíu nữa. Khi mà các bạn tập trung để mà những cái việc mà tung hứng lên nó đạt cái sự an toàn, thì các bạn phải có thời gian để chuẩn bị. Nhưng nếu như các bạn biên tập khéo thì các bạn sẽ quá giải được cái việc đó, và người ta thấy đây là một cái tiết mục mà nó liên hoàn. Cảm ơn Hồng Vân. Bạn Mơ Thanh. Các bạn có một tiết mục kết hợp giữa 3 phần với nhau không đơn giản. Thứ nhất là những tiết mục mà những nhào lộn như thể dục dụng cụ là các bạn chân trụ phải chắc để đỡ các bạn nên động tác xoay, mà khi các bạn kết hợp như vậy và tới cuối cùng các bạn vẫn đúng nhịp, đúng nhạc trong vòng 2 phút. Và thứ hai nữa là các bạn hấp dẫn ở cái chỗ là đổi động tác liên tục và tạo được sự kích động đối với công chúng, với mọi người ở đây rất là thích thú với các bạn. Đối với Vân Thanh như vậy là thành công. Và bây giờ ta sẽ đến với số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Cát Tường 9.5, Minh Nhĩ 9, Phương Thanh 9.5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9.5 và Lê Hoàng. Cảm ơn Lê Hoàng 8 điểm. Tổng số điểm của các bạn là 47.5. Chúc mừng. Chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai trong Bạn Có Thực Tài. Chú Linh chào con. Con chào chú. Dữ ta. Con kính chào ban tổ chức, ban giám khảo chuyên môn cùng toàn thể ban giám khảo khán giả. Tường, con học lớp mấy Tường? Dạ con học lớp 4. Con có hay khó chịu không? Con có hay căng thẳng không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Mà có một người tên Tường giống con cũng khá căng thẳng, khó chịu lắm. Hỏi Tường học lớp mấy đi, trả lời cho. Cô đó cũng tin Tường á con. Con sợ cô đó không? Dạ không. Gì đâu sợ. Tự nhiên hù nhỏ à. Cái tật hù từ cái mùa trước tới mùa này chưa bỏ. Cái này nè, để chơi hay đàn được? Để chơi. Trời ơi kệ bé nó. Ta đi. Ta hỏi xong cái này đàn để chơi hả? Con học lớp mấy? Dạ học lớp 1. Đó. Con học lớp 1. Trời ơi.
Bây giờ chú Linh hỏi nào, bây giờ trong ban giám khảo chuyên môn con sợ ai nhất? Con sợ chú Lê Hoàng. Chân áp theo cho tôi không à? Có, anh đang ở sao mà chúng sanh ai cũng sợ. Giờ con đừng sợ nữa. Có chú Minh Nhí với các tường lo cho con ha. Giờ con thoải mái chưa? Rồi bắt đầu biểu diễn ha. Có 2 phút rồi con nha. Rồi sẵn sàng. 2 phút dành cho con. Bắt đầu. Bạn có thịt say. Trên trời xanh những cánh chim bồ câu đã bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn ơi, nhìn đâu con tim thành phố. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta nói dù xa trời, Sài Gòn vun xa, Sài Gòn vun đến, tôi lại dặn ngay. Hay quá Lan Tường. Lan Tường hay hơn Cát Tường à. Bây giờ con nghe các cô chú ban giám khảo chuyên môn nhận xét nha. Con dễ thương quá, con rất là xinh gái. Con cũng làm cô bất ngờ là đầu tiên vô mà hát rồi rock rồi, rồi cuối cùng là qua giọng cổ. Nhưng mà cô nghĩ nếu như mà con mạnh dạn hơn chút xíu nữa, chắc là tại chú Huyền Linh làm con rung quá, cho nên là con diễn chưa có hết mình. Ví dụ có đoạn rock là con quậy lên chút xíu cho nó hợp với bộ đồ con đang mặc đó, rồi khi qua dân ca cái tự nhiên con giọng cổ con ngọt xuống thì là con là coi như là số 1 luôn. Đằng này là con diễn con còn hơi bị ém quá, con còn giữ tài năng trong người con chưa có bung ra hết, là phải do con sợ chú Linh đúng không? Đó cô ai nghĩ vậy con, đó ai làm cô cái tường đổ thừa chú, giờ ai làm con sợ con nói đi, phải chú nói Linh đi không con, nói đi con nói thiệt bụng con đi sợ chân á. Con cũng sợ chú Linh với lại sợ chú Lê Hoàng luôn đó, thấy chưa? Xong. Chú làm gì con sợ? Đang hỏi con nhiều. Vừa chưa. Đầu tiên là cô khen cái ý tưởng là hát ca cổ trên nền nhạc rock. Mặc dù con hát là cũng còn lung lay chút xíu, nhưng vì con còn nhỏ tuổi lắm cho nên không có bắt lỗi con mấy cái đó được. Nhưng mà về cái sự sáng tạo là cô thấy là con có thay đổi cái cảm xúc để cho người ta ngạc nhiên, người xem ngạc nhiên vì con. Như vậy là con đã thành công khi mà trình diễn một tiết mục. Cô nói vậy thôi chứ cô cho điểm ít lắm con. Chú ý cô nha. À, còn cái người con sợ đừng nhất đổ thừa, nè. Đổ lỗi của mình làm tôi sợ đừng đổ thừa. Nhìn qua cũng... nhìn qua cái bát này nè con, à, bát này nè. Bác Lê Hoàng đó. Con cái nói bác ông cũng được nữa con. Nói... cho nghe con tin chính đi. Câu đi. Con gặp bác chào mau. Chào. Rồi, xin mời anh Lê Hoàng. Em bé đúng là như Phương Thanh nói là đầu tiên là rất là đẹp, hiện đại, dễ thương và lại gọi sao nhỉ, nhìn rất là lạ mắt. Chỉ có điều khi hát ấy, thì có lẽ là cái lúc mà dốc thì không sao, cái lúc dân ca đang nghe em phải nâng mềm xuống một chút. Thì hai cái ranh giới đó nó không được tách biệt ra lắm, hơi tiếc.
Con nghe chú Lê Hoàng góp ý cho con mà cô hồi hộp ghê luôn á thiệt. Suy nghĩ hoài mà tiếp anh còn nữa không? Dạ thôi hết. Hết rồi hả? Hôm nay con hơi bị mệt trong người đúng không? Bị bệnh á, bị bệnh cả tuần rồi đó. Ồ, hèn gì, bởi vì cô cảm giác là con hơi bị mệt. Ở cô cảm nhận con có thêm một chút xíu nữa về một cái tài năng khác. Cô nói ví dụ nha, khi mà con trả lời với chú Linh á, con rất là nhanh. Tức là con đối đáp với chú Linh nhanh, mà cái nhanh của con rất là duyên, có duyên lắm. Thôi chú hỏi con hoài à. Một cái nũng điệu của con rất là duyên dáng. Cô cảm nhận là ngoài cái ca hát ra thì con còn có một cái thiên bẩm nữa là con có thể đứng trên sân khấu con diễn. Nói chung á là cô cảm nhận là con hát dân ca hay nè, và con diễn kịch sẽ rất là duyên dáng. Nói chung mà bây giờ con nói, con suy nghĩ với ban giám khảo cho điểm mới biết thôi, còn ta nói vậy thôi. Không có đẩy bôi đâu nha con, cô không có đẩy bôi giống chú Linh đâu nha. Cô nói thiệt chiều luôn con ha, nói vậy mà làm ngược lắm á. Con coi nè, bây giờ là số điểm từ ban giám khảo con sẽ biết ai tốt ai xấu nè. Trời ơi, chú Linh ông gài dữ vậy. Đi gài quá. Đố ai dám cho điểm thấp? Cát Tường 9, Minh Nhí 9, Phương Thanh 9, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9 và Bắc Lê Hoàng 8. Một con số rất quen thuộc mà hình như chưa bao giờ thay đổi. Bé Lan Tường 9 tuổi có 46 điểm. Chúc mừng con. Chúng ta sẽ tiếp tục với bạn có thực tài nhóm Đông Đông Lớn. Nhóm Đông Đông Lớn hả? Tưởng đâu nhiều người, có hai người mà cũng nhóm Đông Đông. Sao vậy ta? Sao cái mùa này ngộ vậy ta? Chặt chém thí sinh hoài là sao vậy ta? Phải, giới thiệu nhóm Đông Đông mình tưởng đâu đông lắm. Cái tên Đông Đông này nó cũng có một chút bí mật. Em nói cho anh nghe, anh không hiểu từ ngữ tiếng Việt. Tiếng Việt cái gì một từ nó mới là nhiều, còn hai từ là nó sẽ ít bơ hơn. Ví dụ như màu vàng là nó vàng, mà màu vàng vàng là nó không có vàng. Đông là đông, mà đông đông là không có đông. Nhóm của bạn thành lập được bao lâu rồi? Dạ, nhóm của em thì cũng mới thành lập. Riêng về bộ môn võ thuật thì khoảng được 2 năm. 2 năm rồi? Dạ. Bạn từ xưa giờ bạn đi theo võ thuật luôn? Dạ không, em là một họa sĩ. Họa sĩ? Dạ. Em thì thường ngày em hay đi dạy vẽ, dạy đàn. Họa sĩ thi võ thuật. Hiểu rồi ha? Nữa. 2 phút dành cho nhóm Đông Đông rất ít người. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Thank you.
xin lỗi các huynh nếu tệ hạ có nói gì lỡ lời, huynh tha lỗi cho tệ hạ nha. Mua dữ quá. Các bạn nhập cuộc rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ đến là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi rất là ngưỡng mộ hai em ở cái idea này. Và đây là một sự kết hợp giữa mỹ thuật và võ thuật. Thứ hai nữa là các bạn chọn nhạc á, nó làm cho người ta rất là vui. Khi mà nghe thấy cái tiết mục của các bạn thấy vui vẻ trong người lắm. Và thấy một cái không gian rất là huyền bí. Nó rất là gọi là xả được những cái mà mệt nhọc của mình. Còn một điều nếu để góp ý thì mong rằng là các bạn, ví dụ như vừa rồi á, thì đã thay đổi 2-3 lần. Một lần là một cái côn không ha, lần sau á, là cái pháo hoa, cái đèn, và cái lần thứ ba là này. Nhưng trong 2 phút này các bạn có thể thay đổi được 4 lần một cái mảng màu khác nữa, thì nó sẽ hoàn thiện hơn, nó chỉnh chu hơn. Tôi xin tiếp lời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là tôi thấy khi các bạn giới thiệu thì làm mỹ thuật và võ thuật, thì tôi đang tưởng tượng theo một kiểu khác, có nghĩa là trong cái võ thuật các bạn một hồi là ra một cái tác phẩm gì đó mỹ thuật. Nhưng mà cái đó thì không có thì cũng không sao. Theo tôi thôi nha, tôi nghĩ là cái mà pháo hoa đó là nên để cuối cùng. Và cả hai đều có pháo hoa trong tay và kết hợp với nhau, cái đó nó sẽ làm cao trào hơn. Cái màu này nè, cuối cùng các bạn làm rất đẹp nhưng mà nó bị dài quá. Có nhiều đó các bạn cứ làm đi lặp lại cái nó bị đều và cái kết nó không có đặc sắc. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Chúng ta sẽ có ngay số điểm bây giờ từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9 điểm, Minh Nhí 9 điểm, Phương Thanh 9 điểm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9,5 và Lê Hoàng có cao hơn mấy tiên một đầu 8,5 điểm. Tổng số điểm nhóm Đông Đông có được 46 điểm. Chúc mừng các anh. Hồn lờ ra vào đôi mắt em. Mấy cái này nó đơn giản bình thường lắm, nó không có hấp dẫn lắm, nó rối lung tung. Bé tên là Peppy G, năm nay Bé DJ học lớp 1, cộng đến 11 lớp nữa. So chào Phi Xá. Lời nói đầu tiên cho ảo thuật gia Bé DJ xin kính chào 50 vị ban giám khảo dễ thương, 5 vị ban giám khảo dễ mến, và chào anh MC dễ thương mến. Bé Duy hả? Bé nhiêu tuổi thế thầy? Dạ, bé 20 tuổi à. Tuổi mình còn không nhớ nữa. Giờ run lắm đúng không? Dạ. Sẵn sàng chưa bé Duy? Mà anh phải cho em giới thiệu cái tiết mục em tên gì? Khỏi giới thiệu tiết mục gì hết. Vô là mình mừng luôn. Đây khó lắm. Dạ, em biết. Nhắm thi được không? Dạ được, lỡ lên rồi anh. Giờ xuống kỳ lắm à. Rồi. Gì vậy? Nói xấu em gì? Chưa thấy người nào thi mà nói xấu MC hết trơn á. À, cái người kia quyết định cho điểm như thế này ra, tôi muốn quyết định cho thi không thì tôi nói chương trình ở đây là kết thúc, nghỉ. Thôi thôi, trời ơi, thôi đừng có giận. Được không? Dạ. Yeah. Đừng có ỷ mà nặng hơn tôi, muốn nói gì nói nha. 2 phút dành cho bé Duy. Bắt đầu. Bạn có thịt say.
Rồi hả? Rồi là xém xíu nữa ở dưới luôn rồi. Ủa xong rồi đó hả? Thì cái ly này chú thấy đâu có gì đâu mà ảo thuật. Dạ, ảo thuật kết hợp với ẩm thật mà chú. Là người ta diễn ảo thuật đó là chỉ có nghe, nhìn, thấy. Còn con là có thể uống và ăn, thưởng thức. Ảo thuật gì, cứ gì lấy nước đổ ra là uống, có gì đâu phải uống được không? Dạ chú à. Uống thử à. Uống bỏ dùm lum. Dạ được, uống được à. Uống cái là rút lưỡi luôn à. Dạ không có. Ngoài cái màn này con biểu diễn ảo thuật gì thêm được gì nữa không? Dạ con có thể làm bánh trên chảo nóng. Có thể diễn tức là chiên bánh bỏ vô chảo từ nó nóng lên. Ví dụ như là chú có cái chảo à. Chú có một bột bánh à. Chú biến ra bột bánh xong rồi chú làm ra, ví dụ như ra mặt chú Quyền Linh. Hoặc là làm ra chú Minh Nhí cũng được à. Vậy mặt tôi giống cái chảo lắm hả trời. Không không không. Không. Làm ra cái bánh hình chú Minh Nhi. Chú giỡn thôi, chú giỡn cho vui thôi mà. Dạ con hôm nay là con rất là hâm mộ chú. Cho nên con mang nguyên một đồ màu xanh giống chú. Tóc cũng giống nữa dạ. Nhưng mà mập hơn chú. Mập không phải cái tội chú. Mập là thể hiện sự vượt trội về thể xác mà. Rồi bây giờ nè con nghe ban giám khảo nhận xét nè. Kinh nghiệm là nói ít hơn làm. Em bị nói nhiều hơn làm. Đó là một cái lỗi đầu tiên ha. Thứ hai, có chị nghĩ có thể em hợp với Tấu Hài hơn là ảo thuật. Bởi vì em rất là lanh. Em đối đáp rất là nhanh. Những cái đó là lợi thế của em. Còn với cái bộ môn ảo thuật, mỹ thuật, em dễ thương thật, em mập thật. Và bạn có tài ít thật. Không có nhiều. Mấy cái này nó đơn giản bình thường lắm. Nó không có hấp dẫn lắm. Nó rối lung tung, có cái cô kia ra mà không biết cô kia ra để làm cái gì rồi. Nó thừa thải, rồi xong rồi em bung cái này ra, rồi em bung cái kia ra. Nó rối, làm cho rối khán giả. Rối như vậy nè, đó. Đúng. Rối một nùi. Làm cho rối khán giả và cái người ta đang xem em, rồi em làm, nói chung là rối tung coi nó rất rối. Nói chung tiết mục là tiết mục rối. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Cát Tường 8, Minh Nhĩ 8.5, Phương Thanh 8, nghệ sĩ Dân Hồng Vân là 8.5 và Lê Hoàng là 7.5. Tổng số điểm của bé Duy là 40.5. Chúc mừng bé Duy. Còn bây giờ thì cô Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với nhóm Baby Crowd 3. Tụi con kính chào ban giám khảo, chú Huyền Linh và tất cả khán giả. Dễ thương quá ta. Tụi con học chung lớp không? Chung lớp học trường không? Dạ không. Chung nhà không? Dạ không. Chung sân khấu không? Dạ có. Con học lớp mấy? Con học lớp 2. Lớp 2? Dạ. Kia? Dạ lớp 4. Lớp 4? Lớp dạ kia. Con cũng lớp 4. Lớp mấy? Lớp 4, lớp mấy? Con cao bằng các chị luôn hả? Hay là con ở lại lớp? Trời là trời. Gì dạ, không phải. Trời, người ta con nít đó hả trời. Người ta không biết, người ta hỏi vậy thôi mà. Chứ con đâu có ở lại lớp đâu đúng không? Không, con chưa bị ở lại lớp lần nào. Ủa bộ con là trưởng nhóm mà sao con lớp 2 mà con trả lời? Sao không để mấy chị lớp 4 trả lời? Dạ, mấy chị bầu cử con. Mấy chị bầu cử con. Thấy chưa? Lớp 4 mà đề cử lớp 2. Có tài là ở chỗ đó đó. Sẵn sàng chưa các con? Dạ rồi. Chúc các con thành công nha. Chú đi, chú nữa. 1, 2, 3. Baby Rao Bắc, yeah. Bạn có thịt tay. Let the lipstick jump the bag of care. Yeah.
your hands in the air. How you feeling out there? We gon' party over here, but you got to say, yeah, let me hear you say, la 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 la. Chúng ta sẽ đến với lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn để xem như thế nào nhá. Phải nói rằng tiết mục này khi mới bước ra thì tôi rất là hy vọng, vì là trang phục rất là lạ, rồi các bé cũng rất là dễ thương, mộc mạc, và đồng thời là những cái đạo cụ cũng, nói chung là tôi chưa bao giờ thấy một cái tiết mục mà tôi nghĩa là mình không biết là nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mà đến khi các bạn biểu diễn thì phải nói thú thực là tôi không biết được thế nào nghĩ, không được nghĩ một chút, bởi vì rằng là thứ nhất là động tác còn yếu quá, thứ hai là không đều, cái thứ ba nữa là chậm, nhạc nhanh mà động tác thì lại chậm, rất là tiếc. Chú Lê Hoàng nói về con ý kiến gì không? Dạ không. Con thấy chú Lê Hoàng nói đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng à? Đúng. Dễ gì không? Cảm ơn các con rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cô Cát Tường 8,5, chú Minh Nhĩ 8,5, chú Lê Hoàng 8 điểm, cô Hồng Vân 8,5 và cô Vân Thanh là 8,5. Cộng với quá trời người luôn, 50 người cho con điểm. Tổng số điểm của con 43 điểm. Nó tự thể Lâm Chuyển Phím nhảy dòng các nhân vật, tự sẽ làm ảo thuật rồi tưng bọng thổi sáo rồi hát, làm tất cả những khả năng của mình có được để đưa cho mọi người một cái điều thú vị. Bạn có thật tài. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Kính thưa quý vị và các bạn, bước sang năm thứ hai, đây là một trong những chương trình đặc sắc tìm kiếm khả năng tiềm ẩn của con người. Và hôm nay chúng ta sẽ có những thí sinh thật đặc biệt. Đầu tiên chúng ta dành một tràng vỗ tay đến từ Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Đại Sư. Thủ khả Phương Trượng Đại Sư xin cấu kiến toàn thể quý vị có mặt trong chương trình Bạn Có Thực Tài. Tiếp theo là một băng chủ rất nổi tiếng, băng chủ Bất Kiều Phong. Thủ khả Bất Kiều Phong, băng chủ các bang, hôm nay cùng những vị hậu hán trở về đây để tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài. Và quý vị và các bạn thân mến, và điều đặc biệt hơn, hôm nay chúng ta sẽ tìm được những đặc biệt, đó là một người luôn ở bên cạnh Hoàng Thượng, Lão Công Công. Hôm nay Lão Phu thực sự tự hào trở về chương trình Bạn Có Thực Tài. Hoàng Thượng sẽ là người mang đến cho quý vị những nụ cười thật vui vẻ trong ngày hôm nay. Và một người không thể thiếu được, chúng tôi giới thiệu quý vị chương trình Ký Sự Những Chặng Đường, xin được mời biên tập viên Chiến Thắng. Khi lần đầu tiên Thắng trở về với chương trình Bạn Có Thực Tài, Thắng rất là vui và thú vị, bởi cái cảm nhận con người ở đây rất mộc mạc, rất vô tư, những nụ cười rạng rỡ tạo cho Thắng một niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt hơn và một món quà đó, xin mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại những thập niên 70 để cảm nhận những sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoài Linh. Hồn lờ ra vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đập vỡ cây đàn dần người, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, hát, hát hoài, hát mãi mà không được. Lão Phu ơi, chuyến này con trở về đây để mọi người cảm nhận như sẽ gì. Hát là điều tuyệt vời nhất mà con muốn đam mê, bởi vì hát cho con sự thoải mái trong cuộc sống. Em và anh hôm nay giọng nhau gàn quá, dạ, thật tài quá. Dạ, thì khác nhau với ảo thôi. Học từ lúc nào tiết mục này? Dạ, thực ra tiết mục này thì em cũng hơi khá lâu, từ khoảng năm 98.
Trời, 98 thế này đó. Không, tại vì em xem phim kiếm hiệp hồi chứ hay quá nên lão phu quyết định học vài vai để nói chuyện với Quyền Linh đại nhân. Không học tiếng Quyền Linh đi. Không, tiếng Anh. Anh Hoàng em cũng học tiếng Anh nhưng mà em không dám nói. Nói đi. Cái này hay nè, nói. Bắt đầu. Nói đi. Nhưng mà nếu mà không giống thì quý vị thông cảm nha. Không sao. Cứ nói cái chỗ mà để bày. Thưa quý vị và các bạn, và người chơi đã thi xong, bây giờ là phần bình luận của giám khảo Lê Hoàng. Anh nghĩ thì cái phần thi của em nó có một cái điều khác biệt. Làm gì thường xuyên rồi đúng không? Dạ vâng. À, chúng ta sẽ có phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cho điểm luôn. Tôi thấy là bạn làm cho nó hấp dẫn, cái điều mà bạn làm nó hấp dẫn cái là ok trước tiên rồi đó. Thấy là hấp dẫn tại vì bạn thay đổi liên tục đó. Đúng rồi. Thì tất cả ban 50 vị ban giám khảo ở đây là cũng là coi xong gần hết rồi mới thấy là khiều chấm đi, mình thấy mấy khán giả đó là kêu chấm điểm đi, có nghĩa là coi mà không biết là đã tới hết hai phút luôn rồi. Điều đó chứng tỏ là anh đã rất là thành công vì đem hết cái sự bất ngờ này đến với sự bất ngờ khác. Anh Lê Hoàng thấy thế nào anh? Đúng. Nên là phải nói rằng là bạn biểu diễn mà chúng tôi cứ gọi là chúng tôi quên cả đi, nhưng tôi xem cứ tưởng như là mới bắt đầu thôi. Khi mà hết rồi thì sững sờ. Đấy là một cái. Ủa vậy là khen hay chê? Có điểm. Anh khen là khen. Cao, điểm cao. Khen hay chê để anh cho điểm mới biết được. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Lê Hoàng 9 điểm. Wow. Cát Tường 9.5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9, Minh Nhí 9.5, Phương Thành 9.5 được rồi ha. Anh có những cái vui nhưng cũng có lạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà để nó rõ nét hơn á. Yeah. Anh còn có những cái điểm nhấn nhá thì nó tốt hơn. Yeah. Từ cái này chuyển qua cái kia, nhấn nhá và nó rõ nét hơn thì nó đẹp hơn. Ha, bây giờ nó vui nhưng mà nó vẫn lờ mờ theo tôi là như vậy. Dạ, đúng rồi. Quyền Linh góp ý cho anh tiết mục vừa rồi rất chính xác. Dạ. Và không chỉ những tiết mục vừa rồi thôi mà những cái anh có thể trên cái sự nghiệp của anh khi anh làm MC, anh cần cái đó, cần cái rõ ràng cho những từng tiết mục. Chúng ta sẽ nhìn lại số điểm của anh 48.5. Chào ba chú rối dễ thương. Em xin chào anh. Ừ. Em xin chào các vị giám khảo và toàn thể các khán giả. 2 phút dành cho sự biểu diễn của các bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Come on, Bobby, let's go party. Ben Ross gonna move somebody. Wow.
Cảm ơn các chàng người máy chúng ta. Xin mời nghệ sĩ Dân Hồng Vân. Nói chung đây là một tiết mục mà theo tôi thấy từ đầu đến giờ là một tiết mục khá nhất. Đó là do theo cảm nhận của tôi. Các bạn kỹ thuật rất là hay, rất là giỏi. Chỉ có một điều đáng tiếc là câu chuyện của các bạn mạch lạc một chút. Tức là tôi miên man, tôi suy nghĩ, cho nên sau khi bạn kết rồi á, thì anh Minh Nhí có quay lại nó mà làm gì mặt bà đơ ra vậy bà Dân. Là tại vì tôi đang muốn hiểu là nội dung cuối cùng thì các bạn muốn nói về cái điều gì ở đây. Cảm ơn các bạn. Cát Tường. Em cũng đồng ý với cái suy nghĩ của chị, nhận xét của chị Hồng Vân. Cái đoạn đầu được mà đoạn cuối nó bị mờ nhạt lắm. Nếu thêm bứt phá thêm vài cái động tác mà nó khó về cái kỹ năng nữa thì là số 1. Chúng ta sẽ có số điểm dành cho các bạn từ giám khảo chuyên môn. Tường 9,5, Minh Nhĩ 9,5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 10 điểm và Phương Thanh cũng đâu có gì bí mật ở đâu, 10 điểm. Số điểm các bạn có là 49,5. Còn bây giờ chỉ còn một tiết mục nữa thôi, chúng ta sẽ biết được đội nào sẽ là đội vô địch tuần này. Chúng ta chờ xem. Năm chàng trai ngũ hộ tướng ha. Đội chúng ta thành lập từ năm nào? Dạ, đầu tiên xin được chào ban giám khảo cũng như là tất cả quý vị khán giả. Band của em tên là String Band và được thành lập được hơn 1.5 năm rồi ạ. Các bạn đang theo đuổi dòng nhạc nào? Hiện tại thì tụi em đang theo đuổi dòng nhạc reggae, là một dòng nhạc về đi biển, mình mặc đồ biển xong mình đánh đàn, mình đứng ngoài biển mình nhún nhảy trời kiểu ơi, kiểu này vậy. Mà nhún nhảy thôi chết luôn á. Dạ. Đúng ra ngày hôm nay các bạn phải mặc đồ tắm biểu diễn chứ. Dạ tại vì cái đó là để đậu gì vô vòng sau em mới làm từ từ. Rồi cho vô luôn đi để coi năm người mặc đồ tắm sao. Dạ. Bạn có thật sai. Từ xưa về đây vừa hay nhìn em là say, kia em từ xưa về đây vừa hay lòng ta thức dậy. Ooh, oh, oh, you're sexy lady. Hey, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo, nhìn em lòng thôi không đắn đo, mong em ra cuối phố, mong em đừng buồn vu vơ, nhìn em ta như ngây ngô. Na 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 na. Chờ một ngày yêu thương lạ lời, nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngỡ, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say chia miên. Đêm đi ngừng chờ, một ngày anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đâu lắm. Ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đâu lắm. Ai chờ, mong chờ, em chờ đợi ai. Na 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 na. Sao hôm nay không thấy bóng em về qua đây. Oh, 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 oh. Sao hôm nay trên lối ấy mong chờ vỡ tan. Na 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 na.
Rồi, chúc mừng các chàng trai. Một tiết mục mà tôi nghĩ rằng đại đa số ban giám khảo khán giả là bấm nút. Chỉ có một người đèn đỏ thôi. Trong này buồn ngủ cũng đói bụng à. Sao còn có mình anh vậy anh ấy ơi. Phát biểu, cho anh phát biểu vài câu đi. Cái bạn đó kè có một cái nó không có lời á. Nên nó không có hòa nguyện vào, nó hơi phô một chút xíu nên là bánh đèn đỏ. Chính xác. Khó quá, chết rồi. Không, nhưng mà theo Minh Nhí nghĩ á, cái anh đó góp ý đúng đó. Bạn bị mất một cái đoạn khúc đầu chút xíu mà không phải biết mất hay là tại vì bạn hát nó lắng cho nên không nghe. Vô âm thanh. Không phải một chỗ mà tới hai chỗ lận mà bạn mất lời luôn, giống như là quên lời luôn, bị chinh luôn. Chờ một ngày yêu thương lạ lời. Dạ, con hát vậy để cho người ta biết con hát live với chú. Thôi đừng có đổ thừa, đổ thừa. Tụi em là một trong những cái nhóm mà gây kích động được phong trào ngày hôm nay. Rồi không khí, rồi cảm xúc và tất cả mọi thứ tụi em làm được hết. Kể cả tiết mục hay hay là tiết mục dở đó không quan trọng bằng tiết mục có duyên. Mà cái tiết mục tụi em thuộc về duyên. Duyên sân khấu rất là quan trọng. Bởi cái duyên nó sẽ thu hút người ta được rất là nhiều. Và khi mà chị nhìn em thì chị không biết là em sẽ hát cái gì. Người ta nói lấy bằng hơi bụng, mà cái bụng bự như vậy thì họ lấy ở đâu. Nhưng khi em hát bài Đường Cong, chị nói chết rồi, cái Đường Cong này kỳ quá. Hai cái đó để người ta phải chú ý về tụi em. Đó là cái cách tụi em lựa bài. Cái cách lựa bài để đánh lừa cảm xúc. Mỗi em lựa bài đường tròn á. Thì cái duyên từ cái tụi em chơi nhạc cho tới cái bài hát tụi em lựa, cho tới cả cái hình thức của em để em lựa một cái bài đánh ngược là như vậy. Từ những cái duyên nho nhỏ nó tạo thành một cái tiết mục rất là duyên dáng. Nhưng chỉ có điều khi hát tập trung một chút xíu cho đều là chút xíu nữa là đẹp, chút xíu đó thôi. Phần hát hơi quan trọng nha. Anh Lê Hoàng. Anh Hoàng 10 điểm rồi. Anh Hoàng khó lắm mấy cái không, vụ nhạc này. Cái mục này rất là, thứ nhất là trẻ trung, sôi động, hấp dẫn. Và ngay cả cái sự lỗi lầm của các bạn ấy thì cũng lỗi lầm một cách rất là hồn nhiên. Có cho điểm cao không? Có cho điểm cao không? Lên bắt ai liền, lên bắt ai liền. Nói khen rồi. Đừng nhớ đâu. Lê Hoàng khen là hay lắm á. Hỏi anh. Đi từ từ thôi, sắp sân khấu ta đó. Bắt quá đi rồi. Trời ơi. Khi mà tôi coi một cái tiết mục nào mà tôi bị mọc óc á, là thường là cái tiết mục đó là hay và tạo được cái dấu ấn. Thì hồi nãy là cái bạn áo xanh đó là hai ba lần bạn làm tôi mọc óc. Lúc mà bạn lên cái quảng cao á, thì đó thì tôi chỉ nói về cái cảm xúc của tôi, còn về cái chuyên môn thì tại tôi không có rành bằng chị Chanh. Tóm lại là mọc óc là được rồi. Có nổi da gà nữa kìa. Số điểm từ ban giám khảo, số điểm mọc óc từ Lê Hoàng, 9 điểm. Cát Tường 10 điểm. Anh Minh Nhí 10 điểm. Nghệ sĩ Dân Hồng Vân 10 điểm. Và trời ơi, 10 hết rồi thì 10 luôn chứ thôi. Mọc óc không? Mọc luôn rồi, mọc óc luôn rồi. Tổng số điểm từ hai ban giám khảo 51 điểm. Chúc mừng các bạn. Số điểm rất cao. Chúng ta vừa theo dõi tiết mục cuối cùng ngày hôm nay với bạn có thực tài. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại các đội đã trải qua các vòng thi. Và bây giờ xin mời các bạn nhìn về màn hình để có số điểm của từng đội. Xem đội nào sẽ là đội đương kim vô địch của tuần này. Nhóm Quay Phan 47.5, Nguyễn Trần Lan Tường 46 điểm, nhóm Đông Đông Lớn 46, Lưu Đức Duy 40.5, nhóm Bà Biệt Rào 43, Nguyễn Việt Hồ 48.5, nhóm Cloud Dance 49.5 và nhóm Sinben 51 điểm. Như vậy là Sinben đã chiến thắng tuần này. Chúc mừng các bạn. Xin mời Lê Hoàng sẽ trao chức vô địch tuần cho đội Sinben. Và mời ban giám khảo sẽ trao kỷ niệm chương chứng nhận đã đến với bạn có thực tài cho các đội. Xin mời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình được sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty MCV thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club In Farm. Chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau vào lúc 21:30 thứ hai tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.